Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể nhận những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, vừa qua, thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Thiểm Tây, nơi hứng chịu những trận mưa xối xả đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng toàn bộ thành phố thuộc các quận Tủy và Tử Châu của thành phố Ngọc Lâm bị ngập trong nước. Các quan chức đã thay đổi lời nói sau đó nhiều lần, nói rằng tình hình tương đối nhỏ. Tuy nhiên, vào lúc gần 4 giờ chiều, các phương tiện truyền thông chính thức đã đăng một đoạn video trên Weibo quay tại hồ chứa và chỉ ra rằng hồ chứa Thanh Thủy Câu đã bị sập. Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông đại lục, lũ lụt nghiêm trọng đã bùng phát ở quận Tử Châu, thành phố Ngọc Lâm hôm Chủ nhật. Vào khoảng 5 giờ sáng ngày Chủ nhật, hồ chứa Thanh Thủy Câu với sức chứa 370.000 mét khối đã tràn và vào hôm thứ Hai đã xảy ra vụ vỡ đập. Nước từ hồ chứa đổ về sông Đại Lý, một nhánh của sông Vũ Đình ở phía Bắc Thiểm Tây và sông Đại Lý đã trải qua lũ lụt vượt quá mức cao nhất trong lịch sử. Cư dân dọc theo bờ biển ở các khu vực trũng thấp của quận đã được sơ tán khẩn cấp. Có thể thấy từ đoạn video được đăng trên Internet, quận Sudê giống như Tử Châu với lũ bùn màu vàng đục đổ ra đường, cổng của một số cửa hàng ven đường bị cuốn trôi, một số lượng lớn phương tiện bị hư hỏng và cây cầu bên cạnh sông Đại Lý và những ngôi nhà xung quanh cảng bị hư hại nặng hơn, bị nhấn chìm, thảm họa rất nghiêm trọng. Điện, thông tin liên lạc, mạng lưới và nguồn cung cấp nước ở huyện Tử Châu bị gián đoạn, đường phố bị ngập lụt, các cửa hàng và phương tiện bị thiệt hại nặng nề. Trong số đó, bệnh viện huyện Tử Châu, nơi có địa hình thấp nhất, có thời điểm nước sâu nhất lên tới 2 mét. Một số cư dân mạng địa phương đặt câu hỏi, tại sao chính quyền biết gần đây có mưa lớn mà không xả lũ trước? Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quốc phòng tỉnh Thiểm Tây phát hiện mực nước lũ cực cao vào tối hôm thứ Bảy, nhưng không thông báo trước để người dân sơ tán. Nghi vấn chính quyền xử lý chưa thỏa đáng, bất chấp tính mạng của người dân dẫn đến thiệt hại nặng nề. Khi ban tuyên giáo huyện ủy Sudê đưa tin về vụ vỡ đập, có vẻ như họ cố tình hạ thấp sự việc. Kể từ đó, một số ban ngành địa phương đã ít nhất 3 lần đính chính. Ban tuyên giáo của huyện ủy Sudê đã tuyên bố vào sáng sớm hôm thứ Sáu rằng lũ lụt cục bộ là do mưa lớn và sự cố vỡ đập của một hồ chứa trên sông Đại Lý. Tuy nhiên, vào lúc 10 giờ sáng, khi ban tuyên giáo thành ủy quận Sudê đã công bố thông tin liên quan trên tài khoản Weibo chính thức của mình, hồ chứa không được nhắc đến nữa, sự cố vỡ đập chỉ được chỉ ra là lũ lụt bất thường. Vào khoảng 12 giờ trưa, tin tức cho biết hồ chứa Thanh Thủy Câu liên quan đến vụ việc cho thấy đỉnh đập bị tràn và hư hỏng, không có vết thủng nào. Vào lúc 3 giờ chiều, trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của thành phố Ngọc Lâm thông báo rằng hồ chứa Thanh Thủy Câu bị vỡ lúc 1 giờ 50 phút chiều và nước từ hồ chứa rò rỉ ra sông Đại Lý. Chưa đầy nửa giờ sau, các phương tiện truyền thông chính thức đã thay đổi tuyên bố của mình và nói rằng họ đã nhận được thông báo từ bộ vào lúc 2 giờ chiều rằng đập Thanh Thủy Câu đã bị sập. Đồng thời, người phụ trách ban tuyên giáo huyện ủy Tử Châu xác nhận với giới truyền thông rằng có sự cố vỡ đập của hồ chứa chứ không phải bị sập. Đảng ủy đã đăng một thông báo vào đầu giờ sáng rằng hồ chứa đã bị sập, đó là tin giả. Tuy nhiên, vào khoảng 4 giờ chiều, các phương tiện truyền thông chính thức đã công bố một đoạn video quay tại hồ chứa trên Weibo, chỉ ra rằng hồ chứa Thanh Thủy Câu bị vỡ đập, khiến chính quyền huyện Tử Châu phải chịu một đòn nặng nề. Có thể thấy từ video trực tuyến rằng một lượng lớn nước lũ chảy xiết đổ xuống từ hồ chứa, vượt xa mức vỡ hồ chứa mà các quan chức huyện Tử Châu tuyên bố, lũ lụt gần như làm tê liệt thị trường địa phương. Nhưng một số người đã lợi dụng thiên tai để cướp bóc. Nhiều cửa hàng bị ngập nước, cổng nhiều cửa hàng bị cuốn trôi, kệ hàng hay tủ đông lạnh cũng bị giạt ra lề đường. Một số người nhân cơ hội cướp phá khiến cửa hàng thiệt hại nặng nề. Kính thưa quý vị, theo Cục Khí tượng tỉnh Chiết Giang, sẽ có một đợt mưa lớn mới ở miền Trung và miền Bắc Chiết Giang trong 7 ngày tới. Hiện tại, thị trấn Bình Giao, huyện Dư Hàng, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, toàn bộ dòng Tây Tiến, đại đường đang ở mức cảnh báo và chính quyền địa phương đang cố gắng hết sức để tuần tra đê kè và chuẩn bị cho công tác cứu hộ khẩn cấp và tình hình kiểm soát lũ lụt ở Hàng Châu đang diễn ra rất nghiêm trọng. Việc kiểm soát lũ lụt của Hàng Châu phụ thuộc vào Dư Hàng và việc kiểm soát lũ lụt của Dư Hàng phụ thuộc vào Bình Giao.
Dư Vị Cường, thị trưởng thị trấn Bình Giao, nói với các phóng viên rằng do địa hình giữa Bình Giao và thành phố Hàng Châu bằng phẳng và hồ chứa nước phía Tây bảo vệ sự an toàn của thành phố Hàng Châu và bảo vệ toàn bộ đồng bằng Hàng Gia Hồ khỏi lũ lụt. Chính quyền các cấp ở Chiết Giang rất quan tâm đến sự an toàn của Tây Tiến Đại Đường. Vào đầu tháng này, Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang Triệu Hồng Trụ đã đích thân đến thăm Tây Tiến Đại Đường và nghe giới thiệu của các chuyên gia bảo tồn nước về hướng của hệ thống nước Tiêu Khê và kế hoạch kiểm soát lũ lụt. Cùng thời điểm, Thái Tề, thị trưởng Hàng Châu cũng đến Tây Tiến Đại Đường để kiểm tra các vật liệu sẵn sàng chống lũ của Đa. Hiện tại, mực nước của Tây Tiến ở thị trấn Bình Giao đều đã vượt quá mực cảnh báo, khiến hơn 600 cư dân địa phương bị lũ bao vây. Hồ chứa Thanh Sơn ở thượng nguồn Tây Tiến đã làm tăng lưu lượng và giảm lượng nước chứa. Điều này đã làm tăng áp lực chứa nước và giảm thiên tai lên đại đường Tây Tiến. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để phòng chống lũ lụt và các thiên tai địa chất khác trong thời gian dài. Đảm bảo sự an toàn của đại đường Tây Tiến và sự an toàn của toàn bộ Đại Hàng Châu. Phóng viên của chúng tôi đã nhìn thấy vào lúc 4 giờ chiều ngày Chủ nhật trên phố Tây Tây ở Bình Giao rằng nước lũ đã tràn ra đường và các nhân viên cộng đồng đã trực tiếp lái thuyền vào sông Đông Tiêu để giải cứu những người bị mắc kẹt. Theo các nhân viên của chính quyền thị trấn Bình Giao, trận lũ vừa qua đã gây thiệt hại lớn cho Bình Giao, hơn 10.000 mẫu đất nông nghiệp bị ngập, hơn 2.700 mẫu ao cá bị mất trắng và gần 1.000 mẫu đất trồng trọt bị ngập, 7.000 hectare rau bị ngập trong nước lũ, hư hỏng hoàn toàn, gần 400 người phải chuyển đi, một số ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 50 triệu nhân dân tệ. Theo tin tức từ Đài quan sát khí tượng tỉnh Chiết Giang trải qua đợt mưa lớn nhất, mạnh nhất và kéo dài nhất kể từ mùa lũ năm nay và trong thời kỳ Meiyu sau năm 1999. Từ đêm hôm Chủ nhật đến ngày thứ ba, tỉnh Chiết Giang sẽ có mưa to đến rất to, mưa dông cục bộ. Khoảng 2 ngày tới sẽ có một đợt mưa lớn khác ở tỉnh Chiết Giang. Bình Giao hiện đang đẩy mạnh nỗ lực chống lại thiên tai và tự cứu hộ, xoa dịu những người bị ảnh hưởng và giảm thiểu thiệt hại. Tại Quý Bình, Quảng Tây, đỉnh lũ lớn nhất kể từ mùa lũ năm nay cũng đã đi qua huyện Bình Nam, thành phố Hướng Bình, nằm trong lưu vực sông Tây Giang của Quảng Tây và kè chống lũ ven sông hiện vẫn an toàn. Vào lúc 7 giờ sáng nay, đỉnh lũ cao nhất trong năm nay đi qua Quý Bình một cách suôn sẻ khi đỉnh lũ đến Hướng Bình, mực nước tại thành phố Hướng Bình, sông Tiền Giang đạt 39,46m, cao hơn mực nước cảnh báo 6,26m. Lúc 4 giờ chiều, lũ từ thượng nguồn sông Tiền Giang và sông Ngọc Giang đổ vào sông Tân Giang ở huyện Bình Nam. Mực nước đỉnh lũ lên tới 33,6m, vượt mực nước cảnh báo 5,87m để đảm bảo đỉnh lũ đi qua Hướng Bình và Bình Nam một cách thuận lợi. Ban kiểm soát lũ lụt các cấp của thành phố Quý Cảng đã đưa ra các kế hoạch cứu trợ khẩn cấp. Lãnh đạo các cấp đã đi sâu vào tuyến đầu của kè và chỉ huy từ phía trước. Công trình thủy lợi sẽ được kiểm tra lại để đảm bảo rằng bờ kè được an toàn, đồng thời tổ chức triển khai đội cấp cứu, cứu nạn, vật tư cứu nạn bảo đảm có thể kéo ra sử dụng, cất giữ khi gặp sự cố nguy hiểm. Đồng thời các thị xã, thị trấn ven sông tăng cường công tác tư tưởng với nhân dân vùng trũng thấp để đảm bảo quần chúng nhân dân kịp thời sơ tán đến khu vực an toàn khi gặp nguy hiểm. Thưa quý vị, trong 3 ngày qua, Sơn Đông đang trải qua quá trình mưa từ Tây sang Đông. Mưa lớn cục bộ và lượng mưa tối đa là 188mm. Đây là lượng mưa lớn nhất của một đợt mưa ở khu vực kể từ đầu mùa lũ ở Sơn Đông. Tính đến tối hôm thứ Hai, 16 hồ chứa và vừa ở Sơn Đông đã vượt mực nước lũ giới hạn. Trong đợt mưa này, 5 huyện và thành phố của tỉnh Sơn Đông có lượng mưa trung bình hơn 60mm. Lượng mưa trung bình tối đa của thành phố là thành phố Tế Nam 51mm. Lượng mưa điểm tối đa xảy ra tại trạm mưa của quận Ninh Tân, thành phố Đức Châu là 168mm. Tính đến 6 giờ chiều ngày thứ Hai, các hồ chứa vừa và lớn của tỉnh và Hồ Nam Tư có tổng dung tích chứa là 6,568 tỷ mét khối, nhiều hơn 2,272 tỷ mét khối so với cùng kỳ năm trước và 499 triệu mét khối hơn cùng kỳ năm ngoái. Hiện tại có 16 hồ chứa lớn và vừa vượt mức nước giới hạn lũ, bao gồm Duy Phường 7 hồ, Yên Đài 4 hồ, Lâm Nghi 2 hồ, Tế Ninh, Thanh Đảo, Uy Hải 1 hồ. Thành phố Duy Phường, hồ chứa nước lớn này vượt quá giới hạn là 1,23m. Có 7 hồ chứa đang tràn và lưu lượng tràn tối đa là 22,5m khối mỗi giây tại hồ chứa Côn Long Hưng ở thành phố Uy Hải.
Theo thống kê của Cục Khảo sát Tài nguyên nước và Thủy văn tỉnh Sơn Đông, kể từ khi bước vào mùa lũ năm nay, lượng mưa trung bình ở tỉnh Sơn Đông là 343mm, thấp hơn 3% so với cùng kỳ những năm trước, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Kể từ tháng này, lượng mưa trung bình ở tỉnh Sơn Đông là 35mm, thấp hơn 55% so với cùng kỳ các năm trước và thấp hơn 76% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy, mặc dù tình hình chống lũ còn gay gắt, nhưng giai đoạn nguy hiểm nhất sắp qua. Theo Tân Hoa Xã, Côn Minh đưa tin từ Sở Dân Chính tỉnh Vân Nam cho rằng, lũ lụt và các thảm họa địa chất khác do mưa lớn gây ra đã ảnh hưởng đến hơn 1,25 triệu người ở 11 thành phố và các thành phố ở tỉnh Vân Nam và 40 người chết do thiên tai. Hiện tại, các cấp của tỉnh Vân Nam đã đầu tư hơn 10,38 triệu nhân dân tệ quỹ cứu trợ cho vùng gặp thiên tai. Theo báo cáo, do ảnh hưởng bởi cơn bão nhiệt đới hướng Tây Bắc Miên, từ 5 ngày qua, một số khu vực của tỉnh Vân Nam đã có mưa lớn. Theo thống kê, tính đến 18 giờ chiều thứ Ba, lũ lụt đã khiến tổng cộng 1,2534 triệu người. Tại 11 thành phố của tỉnh Vân Nam bị ảnh hưởng, 40 người chết, 6 người mất tích và hơn 16.000 người dân phải di rời khẩn cấp, hơn 3.300 ngôi nhà bị sập và hơn 10.000 hộ gia đình mất nhà cửa. 107.000 hecta hoa màu bị ảnh hưởng và 11.000 hecta hoa màu bị mất trắng. Giao thông, điện, thông tin liên lạc, thủy lợi và các cơ sở hạ tầng khác bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Sau thảm họa, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Nội vụ đã phát động ứng phó cứu trợ thiên tai 4 cấp quốc gia vào tối hôm thứ Ba. Đồng thời cử các chuyên gia cứu trợ thiên tai, dẫn đầu một nhóm công tác đến các khu vực bị thiên tai ở tỉnh Vân Nam hướng dẫn cứu trợ thiên tai. Bí thư tỉnh ủy Vân Nam Bạch Ân Bồi đã nhanh chóng ban hành chỉ thị yêu cầu tất cả các khu vực của tỉnh Vân Nam điều tra kỹ lưỡng các mối nguy hiểm tiềm ẩn để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Hiện tại, các cấp ở tỉnh Vân Nam đã đầu tư tổng cộng hơn 10,38 triệu nhân dân tệ vào quỹ cứu trợ thiên tai và phân phát hơn 900 lều, 1.370 chăn bông, 770 bộ quần áo, 7 tấn gạo và hơn 500 thùng dầu nấu ăn. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.